Sao Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022. Bên em bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn bán hàng mới, cập nhật giá cả mới cho các bác nhé. Đấy, những cái mặt hàng nào mà bên em nhập về được giá tốt nhất có thể thì sẽ bán cho các bác với cái giá tốt nhất. Trước khi vào giới thiệu cái con máy này thì em cũng có nói một chút là cái địa chỉ của shop hàng của em là shop hàng Nhật nội địa nhé các bác nhé. Số điện thoại và Zalo đây rồi này, kênh YouTube Giang Vũ Hoàng. Thì các bác khi mà xem thì các bác có thể ấn đăng ký kênh giúp em, ấn chia sẻ hoặc là ấn và ấn like. Thì trong mỗi một tuần thì từ bây giờ bên em sẽ triển khai một cái chương trình tặng quà cho các bác. Thay vì là chạy các cái chương trình quảng cáo ở trên kênh YouTube thì bên em sẽ tặng quà trực tiếp cho các bác luôn nhé. Các bác không mua hàng cũng được, một tuần bên em sẽ có một cái clip, một clip xen kẽ vào các sản phẩm tặng quà cho các bác, tặng miễn phí luôn ạ, chứ không cần phải mua gì đâu. Thì các bác nào chỉ cần đăng ký kênh, chia sẻ, ấn like là bên em, các bác nào mà xem clip đầu tiên, ấn comment vào đầu tiên trong clip đó thì bên em sẽ tặng cái món quà đấy trong clip để cho các bác nhé. Không cần phải mua gì các bác nhé. Đấy. Các bác cứ chịu khó xem clip. Đấy cũng là một cái hình thức để bên em thúc đẩy lượng người xem thôi. Đấy, các bác chịu khó xem clip thì có clip nào mà các bác gặp đúng cái món quà mà em tặng trong clip đó thì các bác sẽ được miễn phí. Các bác có thể comment dưới cái bài viết đấy nhé. Giá cả thì bên em sẽ cố gắng làm sao mà nhập được những cái giá tốt nhất để phục vụ các bác, bảo hành tốt nhất cho các bác. Đây. Ở đây là một cái chiếc máy rửa bát TR5. TR5 ạ. Những cái máy này thì bên em sẽ cố gắng bây giờ nhập lô mới về báo giá tốt, bán cho các bác với cái giá thành làm sao mà các bác có thể so sánh giá trên các anh em bán nó là tốt nhất được. Đấy. Lãi suất cực thấp nhưng mà bán được hàng, vẫn còn hơn là lãi cao một chút không bán được. Ở đây là một con TR5 mã số 5 các bác nhé. Hiện tại con này thì bên em bây giờ báo giá luôn cho các bác. Đấy. Có những cái chương trình thay đổi chiến thuật bán hàng mới, con này em bán là 4,3 triệu nhé. 4,3 triệu bảo hành 1 năm. Các bác nào chốt chuyển khoản hoặc là cọc trước 500 thì bên em sẽ bao ship luôn. Đấy. Giá 4,3 triệu các bác nhé, bao ship toàn quốc cho một con máy rửa bát TR5, tức là cái giá đã cập nhật với theo một cái lô hàng mới em chuẩn bị về rồi, giá tốt nhất có thể. Đấy, còn trước kia giá nó khá là cao cũng không làm gì được mà các bạn, nhưng bây giờ thì hàng mới về giá thành nó tốt hơn thì bên em sẽ bán giá tốt nhất có thể các bác nhé. Mọi thứ cắt giảm mọi chi phí. Nếu bác nào đang có nhu cầu mua một cái chiếc máy rửa bát thì các bác liên hệ chiếc này. Các bác cứ chịu khó và xem kênh, kiểu gì các bác cũng có lúc nhận được một món quà. Cái chiếc này thì về hình thức bên em làm rất là đẹp rồi. Thành vách con này mọi thứ còn rất đẹp các bác này. Đối với một con máy hàng bãi như thế này thì còn rất là đẹp. Mặt mũi đã làm sáng sủa rồi, sạch đẹp các bác nhé. Meca còn trong, đẹp. Rửa bát Panasonic TR5 công nghệ Econavi, sấy khô diệt khuẩn, rửa với nước nóng 80 độ C. Bảng điều khiển mọi chức năng đẹp, các chu trình rửa tắt bật rất là dễ sử dụng. Meca cái thứ đẹp các bác nhé. Bên này, lưng bên này cũng rất là đẹp này. Nói chung với cái giá thành như bây giờ thì thật sự ra cái lợi nhuận nó gần như là không đáng bao nhiêu, nhưng mà vẫn phải bán các bạn. Không bán, không cập nhật giá được, không giá tốt được thì không thể bán được hàng. Đấy là cái điều tất yếu thôi. Đấy, các bác nào khách quen của em thì ủng hộ em nhé. Đấy, giá thành bây giờ nó cũng rất là rẻ. Con này mọi thứ đầu đít lưng luôn, các thứ rất là đẹp. Bên em bán thì bảo hành 1 năm. Bên em thì chuyên máy rửa bát từ xưa nay rồi, rất là nhiều các mặt hàng máy rửa bát linh kiện thì rất là sẵn. Đấy, này, nội thất trang trí đẹp, vệ sinh sạch sẽ rồi, nói chung là không có gì để chê cả. Tay cửa này bọn nó bằng inox hết.
xếp 12 cái bát con các bác nhé. Mỗi cái ngạnh này là một cái này, em cũng không xếp bát vào làm gì đâu. Máy thì đã test ok ngon lành rồi. Đấy. Còn bác nào mà cảm thấy muốn test nữa thì em vẫn cứ test thôi, nhưng mà trước khi mà bán hàng thì bên em quay bán em đã test hết rồi. Cái chiếc này em bán là 4.3 triệu bao ship toàn quốc các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển đâu. À chưa biến áp đâu. Bao ship toàn quốc luôn. Đấy, các bác mua thì các bác đặt cọc trước em 500 thôi để mình chốt hàng. Giá 4.3 triệu bao ship. Bảo hành 1 năm. Các bác theo dõi kênh thì các bác cứ chịu khó vào xem kênh nhé. Trong một tuần em sẽ có một lần tặng các bác một món quà. Các bác không mua hàng nhưng mà cứ là người comment đầu tiên trên bài viết thì em sẽ tặng các bác. Chào các bác nhé.